Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đang ở cửa hàng đây. Đấy, mọi người nhìn chưa? Có một bộ ấm chén Kutani Bách Khoa đây mọi người. Nó rất là nhỏ thôi. Đấy, mình vẫn đang ở cửa hàng. Mình thấy thế mình quay luôn cho mọi người xem này. Xem có ai lấy thì inbox lại cho mình nhé mọi người nhé. Đây, chuyện này Kutani đây. Cái này nó bằng bàn tay như này mọi người. Cái bộ ấm này rất là đẹp, nó nhỏ thôi. Đây. Nó nhỏ xíu. Nắp đây. Không có một vết gì luôn nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Mọi người thấy chưa? Thật quá tuyệt vời luôn. Đây, cái ly nó đây mọi người. Ly nó nhỏ nhỏ thôi. Bộ này nhỏ, không 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 to nha mọi người nhé. Bộ này có 10 ly thì phải mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái ly. Không bị sứt mẻ gì luôn nhé mọi người nhé. Mới tinh luôn, chưa qua sử dụng một tí nào. Nhưng mình thì cái giá này thì nó hơi cao, mình không dám nhập về. Mình chỉ quay như này, nếu mà có bạn nào mua mình mới lên lấy thôi mọi người. Đẹp quá tuyệt vời luôn. Thì nó tầm bằng 4, cái ấm này nó bằng độ tầm 4 đầu ngón tay thôi mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Rồi mọi người, ai mà muốn lấy cái này thì cứ liên hệ với mình nhá. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhá.